Yêu Sao Tiếng Gáy Chim Cu, Gầy Đà Bể Nước Lời Ru Của Bầm. Đồng chí Thao chia sẻ cho các bạn một cái mô hình nhé. Các bạn chỉ hàn những cái khung sắt và làm những cái lưới như thế này, làm sàn bằng tre. Mỗi một ô này các bạn nuôi khoảng 30 con. Đấy. Mình sẽ bán giống cho các bạn và mình sẽ thu mua lại giống cho các bạn. Số điện thoại để cho các bạn liên hệ và trao đổi kỹ thuật cũng như mua con giống thì là 033 5305 982. Đấy, chửa này. Đấy. Thì mình chỉ cần lợp một cái mái bờ lô này thôi. Đấy, thì mình làm khoảng mấy cái dãy. Đấy. Mỗi một dãy này thì nó được chửa để nuôi hỗn độn. Đây là cỏ voi này. Các bạn nhớ làm sàn bằng tre, bằng gỗ như này nhé. Nó sẽ, sau đó nó sẽ nọt cái phần phía dưới này. Các bạn vệ sinh. Vệ sinh rất là dễ. Đấy, túi quần ấy. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Thì các bạn làm cái nắp đậy như thế này, mở lên mở xuống để mình cho ăn và mình chống mèo, chống rắn, chống chuột, đấy, chống chó. Đây là chống mèo, chống rắn, chống chó. Đấy, các bạn thấy là rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều màu tam, màu hoang. Cái này thì mình vận chuyển toàn quốc nhé, vận chuyển toàn quốc luôn. Đấy, nó ăn, nó gặm nhấm dích chút cả ngày luôn. Các bạn trồng một sào cỏ voi nuôi hàng 500 đôi luôn, 1000 con luôn. Đấy, chuột rất là nhiều màu. Đấy, thì đây là những cái con mà mình đã kiểm tra chống con đực, con cái, các thứ mình nhốt riêng ra đây. Mình xuất bán các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Kênh Chim Cu Gáy Hay của đồng chí Thao xin chia sẻ và xin chào các bạn ở những video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Đấy, các bạn hình dung là nông thôn chúng ta nuôi như này là hiệu quả rồi. Tại vì đầu ra cũng ok, thịt được rồi làm cảnh được. Thịt làm cảnh, làm thí nghiệm cũng được. Tất cả chúng ta làm rất là đấy. Khuôn viên đơn giản thôi, chỗ này chỉ cần 50m2 là các bạn nuôi một mô hình trang trại thôi. Ok nhá. Có lẽ mình xin dừng video tại đây. Một lần nữa xin để lại số điện thoại là 033 5305 982. Yêu Sao Tiếng Gáy Chim Cu, Gầy Đà Bể Nước Lời Ru Của Bầm.